Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 11 tháng 7 của Đài truyền kết thúc số VTC. Thưa quý vị, vừa qua, sự hoạt động của hội tụ gió tại các tầng khí quyển trên cao chính là nguyên nhân gây ra mưa rào và rông, có nơi có mưa vừa, mưa to tập trung chính tại các tỉnh vùng núi của khu vực Bắc Bộ. Sang đến ngày hôm nay, vùng hội tụ có xu hướng dịch chuyển sang phía đông nhiều hơn. Do vậy, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sẽ giảm mưa về diện và lượng. Còn tại khu vực phía đông, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, mưa sẽ tăng lên. Tại vùng núi sẽ tiếp tục có mưa rông lượng khá, cho nên bà con nơi đây cần tiếp tục ứng phó với hiện tượng lũ quét, sạt lở đất đá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt. Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, sang đến ngày hôm nay, do cũng chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên tầng cao, nên các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, khiến cho nền nhiệt độ giảm nhẹ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận thì mưa rông được ghi nhận là sẽ có xu hướng tăng lên giải rác từ chiều tối nay cho đến 2-3 ngày tới do sự thiết lập của rãnh mây rông gây mưa có trục qua khu vực giữa Trung và Nam Trung Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam của rãnh mây rông trên kết hợp với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn về cường độ. Chính vì vậy mà mưa cũng sẽ tăng lên, không loại trừ những điểm có lượng mưa vừa kèm theo rông xét, gió giật mạnh cho nên người dân cần lưu ý cảnh giác. Trong hôm nay cũng như một vài ngày tới, nhiệt độ tại các khu vực này sẽ có xu hướng giảm nhẹ, cao nhất ở vào khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ và chỉ từ 28 cho đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn sẽ được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay, trời nhiều mây hơn, mưa rào và rông có thể xảy ra bất chợt, xen kẽ với những khoảng nắng gián đoạn, cũng gây cản trở phần nào đến các hoạt động lưu thông trên địa bàn thủ đô. Nhiệt độ cao nhất trưa nay được ghi nhận sẽ chỉ dao động quanh ngưỡng 32 độ. Về chiều tối và đêm thì mưa rông vẫn có khả năng xảy ra. Nhiệt độ giảm xuống còn khoảng từ 25 đến 26 độ, mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu cho người dân. Nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh miền Bắc, nên thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ sẽ duy trì tình trạng mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nắng đan xen trong ngày, do vậy sẽ gây ảnh hưởng đến các hoạt động cũng như các sự kiện được tổ chức ngoài trời. Về nhiệt độ thì tương tự như thủ đô Hà Nội, cao nhất trưa nay tại thành phố Việt Trì chỉ khoảng từ 31 cho đến 32 độ, thấp nhất ban đêm giao động quanh mức 25 độ. Lúc này độ ẩm trong không khí khá cao, đạt đến mức là 95% thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và chịu ảnh hưởng đôi chút của vùng hội tụ gió ở phía Bắc, nên thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An trong ngày hôm nay có mây thay đổi, trời nắng, đôi lúc có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng từ 34 cho đến 36 độ. Về chiều tối, thành phố sẽ có mưa rào xảy ra cục bộ, lượng không nhiều và kết thúc nhanh, thời tiết nhìn chung vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động hong phơi đồ đạc của người dân nơi đây. Tại thành phố Đà Nẵng, thời tiết ban ngày cũng không biến động quá nhiều, trời vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở vào khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều, giao động quanh mức 35 độ. Do vậy, quý vị và các bạn sẽ có cảm giác hơi nóng một chút vào thời điểm này. Sau đó về chiều tối, như đã đề cập ở trên, với sự thiết lập của giải mây rông có trục qua khu vực Trung Bộ, thì nhiều khả năng mưa rông sẽ có xu hướng tăng lên giải rác và xuất hiện đều hơn trong nhiều ngày tới, nên nhiệt độ tại đây sẽ giảm dần, thời tiết mát mẻ hơn. Tuy nhiên, trong cơn rông, người dân cần lưu ý cảnh giác với các hình tượng sấm xét, gió giật mạnh, đặc biệt là khu vực ven biển. Thuộc khu vực Nam Tây Nguyên, nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, nên thành phố Đà Lạt có nắng gián đoạn vào ban ngày, nhiệt độ vào khoảng từ 24 cho đến 25 độ. Về chiều muộn, với sự hoạt động của đời gió Tây Nam, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và rông xuất hiện và khiến cho nhiệt độ thành phố giảm dần. Thời điểm này khi lưu thông, quý vị và các bạn nên chú ý với các đoạn đường dốc, trơn trượt và chủ động mang theo các vật dụng che mưa và áo khoác để cơ thể không bị nhiễm lạnh. Đêm nay nhiệt độ tại đây chỉ dao động quanh mức 17 đến 19 độ. Nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh về chiều tối nay sẽ có mưa rông tăng lên, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Khi lưu thông thì người dân nên chủ động chọn những lộ trình thích hợp, tránh những đoạn đường trũng thấp có khả năng ngập úng cao. Khoảng từ sáng đến trưa, thành phố duy trì mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở khoảng 33 độ và giảm nhẹ đôi chút so với ngày hôm qua cho nên sẽ có cảm giác dễ chịu hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời tiết đô thị của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.